chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức phiên họp lần thứ 6 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2023. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Bộ Quốc phòng. Mở đầu hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thông báo quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo tại phiên họp cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Quân đội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân và khu vực phòng thủ vững chắc, là lực lượng chủ yếu trong phòng thủ dân sự, phòng chống, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, linh hoạt, tích cực tham gia hoạt động giữ gìn Liên Hợp Quốc. Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Quân ủy Trung ương xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, nhất là trên không, trên biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm, chiến lược, không để bị động, bất ngờ. Quân ủy Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Các nghị quyết, kết luận về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, kiên quyết, kiên trì đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đề án y tế thông minh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 41 trên 51 bệnh viện trên địa bàn thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai bệnh án điện tử. 27 bệnh viện đảm bảo triển khai bệnh án điện tử trong năm 2023 theo đúng lộ trình của Bộ Y tế. Nhiều dự án ứng dụng công nghệ tăng thêm các tiện ích cho các người bệnh tại các bệnh viện cũng đang được nỗ lực hoàn thành. Thay vì những xấp phim nhựa chụp X-quang cầm tay trước đây, nay bệnh nhân chỉ cần quét mã QR code trên phiếu khám bệnh đã có thể thấy được hình ảnh phim chụp và kết quả chẩn đoán cụ thể của mình. Thay vì 30 phút chờ đợi in phim để đọc kết quả, nay các nhân viên y tế tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức cũng chỉ cần trung bình 1 phút cho mỗi kết quả phim trên hệ thống. Đây cũng là bệnh viện tuyến quận huyện hạng 1 đầu tiên Bộ Y tế triển khai thí điểm các mô hình bệnh án điện tử thế này. Phim thì nó sẽ có một cái thời hạn. Bây giờ thay vì in phim cho bệnh nhân thì tất cả các hình ảnh sẽ được lưu trữ trên một hệ thống, gọi là hệ thống bắt, là hệ thống lưu trữ hình ảnh. Hệ thống này thì cả trong smartphone thì nó cũng đầy đủ công cụ, mình có zoom to nhỏ, rồi mình chỉnh sáng tối, rồi mình rất là nhiều cái thao tác cho nó. Để tránh nhầm lẫn ở các khu vực nhận diện người bệnh thì chúng tôi triển khai cái barcode trên các mẫu xét nghiệm cũng như mẫu chẩn đoán hình ảnh. Chúng tôi cũng phát triển cái hệ thống quản lý bệnh viện bằng cái mô hình bệnh viện thông minh, kết nối trực tuyến với lại hệ thống kho thuốc cũng như kho vật tư để đảm bảo khi mà bác sĩ ra cái chỉ định thuốc hoặc vật tư đó thì lúc nào trong kho cũng còn và có hệ thống cảnh báo với số liệu mà sắp hết. Tất cả hình ảnh siêu âm, kết quả chẩn đoán, toa thuốc cũ đều nằm trên một màn hình. Bác sĩ ở nhà cũng có thể đọc kết quả bệnh án và thực hiện y lệnh trên máy. Việc xử lý hồ sơ giấy, in rồi hệ thống lại các tháng, truy hồ sơ cũ hoặc bệnh nhân không mang đủ hồ sơ. Những khó khăn này đều đã được giải quyết khi 90% bệnh án tại Bệnh viện Bình Dân đã được số hóa. Khi
khi chúng ta làm những cái bài báo nghiên cứu quốc tế thì đầu tiên thì chúng ta phải có một cái sự minh bạch về số liệu. Bản giấy thì cái độ tin cậy của nó không cao bằng cái bệnh án điện tử. Đây là một cái điểm mà rất cần thiết cho các nhà lâm sàng trong quá trình thực hành cũng giống như nghiên cứu. Thể lúc trước là 15 phút thì bây giờ bác sĩ chỉ cần 5 phút thôi là có thể làm định bệnh án, cũng theo dõi được cái quá trình điều trị cho bệnh nhân và những cái vấn đề thủ tục hành chính nó sẽ giảm đi khoảng 1/3. Thì mong rằng thành phố đầu tư đúng mức để cho thành phố Hồ Chí Minh mình đảm trách được các cái tiêu chuẩn cũng như các cái cơ sở về bệnh án điện tử mà Bộ đã đề ra. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì không chỉ các bệnh viện lớn ở tuyến trên mà các bệnh viện quận huyện cũng đang nỗ lực để số hóa các thông tin bệnh án cho người dân, và dự kiến là trong năm nay ngành y tế sẽ hoàn thành việc liên thông các dữ liệu giữa các bệnh viện để đảm bảo làm sao có một dữ liệu dùng chung thật là hoàn chỉnh để phục vụ công tác chữa bệnh cho người dân, hướng đến xu hướng thông minh hóa ngành y tế của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau nửa tháng thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình khuyến mãi tập trung mùa hè Shopping Season năm 2023, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn như mua 2 tính tiền 1, giờ vàng giá sốc, khuyến mãi đồng giá, siêu sale để kích thích nhu cầu mua sắm. Thưa quý vị, ngay khi bước vào gian hàng đầu tiên tại siêu thị Winmart nơi mà Diệu Bình đang đứng đây thì quý vị sẽ thấy hàng loạt những mặt hàng sản phẩm giảm giá đang được trưng bày khắp mọi nơi với những biển hiệu ghi rõ và giá cũ như thế nào, giá mới ra làm sao để cho người tiêu dùng có thể biết được mức giảm giá của mình. Có thể nói là hiện tại đồng loạt các siêu thị đang tung ra những chương trình khuyến mãi ưu đãi hấp dẫn nhất để có thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng cũng như là hưởng ứng về chương trình khuyến mãi tập trung do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phát động. Như này nè, nãy thấy cái hộp bánh này nè, đang có chương trình giảm giá, chắc giảm cũng được 15% đó, nó lụm hai hộp vậy. Thành phố đang áp dụng những cái chương trình khuyến mãi từ các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, thì mua được những món mà mình thích, biết cái giá giảm thì rất là vui vẻ và thoải mái. Đi siêu thị hôm nay các mặt hàng nó rất là giảm giá rất là nhiều, mà nói chung là ngon, trái cây tươi ngon và xanh. Thưa chị, hưởng ứng chương trình khuyến mãi tập trung do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phát động, thì không biết là chuỗi hệ thống siêu thị Winmart đang triển khai những chương trình khuyến mãi như thế nào, tập trung vào những mặt hàng sản phẩm với số lượng ra sao ạ? Thời gian qua thì Wincommerce đã triển khai đều đặn 2 chương trình khuyến mãi trong một tháng. Thì các chương trình khuyến mãi thường sẽ tập trung vào một cái ngành hàng cụ thể, tùy theo nhu cầu tiêu dùng của khách hàng tại thời điểm đó, và mức ưu đãi thì có thể lên tới 30-50%. Các chương trình khuyến mãi thì sẽ tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu như là thực phẩm tươi sống, rau xanh có chất lượng cao và giá bán có thể coi là tốt nhất thị trường. Như vậy, chị có thể cho biết rõ hơn về hiệu quả từ những chương trình khuyến mãi này, không biết là sức mua của người tiêu dùng đã tăng ra sao ạ? Mặc dù tình hình kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn, người tiêu dùng thì đang thắt chặt chi tiêu hơn trước. Tuy nhiên, Wincommerce vẫn ghi nhận được cái sức bán tăng mạnh trong hệ thống khi mà triển khai các chương trình khuyến mãi, nhất là vào dịp cuối tuần. Còn tại MM Mega Market, hệ thống này đang triển khai 2 chiến dịch về giá được xem là lớn nhất trong năm, gồm chương trình giá sỉ và khóa giá gần 700 mặt hàng thực phẩm và nhu yếu phẩm. Khóa giá nghĩa là giá sản phẩm trong một chu kỳ 3 tháng sẽ không thay đổi dù thị trường có biến động. Hàng ngày thì cái lượng khách tăng lên khoảng từ 23-30%. Phía siêu thị cũng có thêm cái chương trình là khóa giá và giá sỉ về các nhu cầu thiết yếu. Cái lượng khách tăng nhiều và đồng thời thì cái lượng khách lẻ người ta cũng được hưởng lợi từ những cái chương trình này. Không chỉ các siêu thị mà các chợ truyền thống, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt triển khai nhiều hình thức khuyến mại, kích cầu mua sắm hiệu quả. Thường thì khách quen mỗi ngày thì lúc nào cũng có khuyến mãi, còn mà trong những cái đợt như thế này thì trên mỗi đơn hàng 200 ngàn mình khuyến mãi 10%. Khuyến mãi phải là cái hoạt động thực chất, tránh những cái khuyến mãi hình thức và đảm bảo được. Thứ nhất là cái lợi ích mà người tiêu dùng thu được từ các cái khuyến mãi, và cái thứ hai là cái chất lượng hàng hóa phải đảm bảo. Xuyên suốt trong cái quá trình triển khai, các sở ngành cũng phải phối hợp cùng với quận huyện để mà kiểm tra giám sát. Điểm đặc biệt của chương trình khuyến mãi tập trung năm nay là được thực hiện liên tục trong suốt 3 tháng hè. Với thời gian dài, các doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, có thể bán được những đơn hàng lớn. Trong khi đó, người tiêu dùng có thể mua được những sản phẩm với giá ưu đãi hấp dẫn bởi khung khuyến mãi lên đến 100%, cao hơn các khung bình thường. Shopping Season do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phát động đã thu hút hơn 3.000 doanh nghiệp tham gia với 7.000 chương trình khuyến mãi, góp phần kích thích tiêu dùng nội địa, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển ngành thương mại của thành phố.
Quận Bình Thạnh vừa ra mắt mô hình chung cư xanh sạch đẹp an toàn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân, từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chung cư 86-1 đường Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh, hiện có gần 50 hộ dân cộng đồng dân tộc Chăm sinh sống, được chọn làm điểm thực hiện mô hình chung cư xanh, sạch, đẹp, an toàn. Qua đó phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong việc tuyên truyền vận động nhân dân gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa đặc thù nhưng vẫn chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Hỗ trợ cái cây xanh và có cái vẽ tại các cái cầu thang đi lên, với lại là cũng tổ chức là tổng vệ sinh rồi thực hiện cái công tác là phun diệt hóa chất để đảm bảo cái môi trường sống. Thì cũng thông qua chương trình này thì lãnh đạo địa phương cũng muốn là người cộng đồng dân tộc Chăm sẽ cùng với địa phương để thực hiện cái chung cư đảm bảo về cái môi trường sống, đảm bảo về cái an toàn, về cái phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt thì cái giai đoạn này thì phường cũng đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về cái việc mà cài VNID để người dân sẽ cùng đồng thuận với lại địa phương thực hiện tất cả các cái chỉ tiêu về kinh tế xã hội tại địa phương. Rất hoan nghênh và nhiệt liệt hưởng ứng những cái phong trào mà làm cho chung cư xanh sạch đẹp và an toàn, vận động bà con làm cho tốt thêm những cái công việc mà của nhà nước đưa xuống, và chúng tôi sẽ vận động cô bác người Chăm sẽ làm tốt và thực hiện tốt những cái chương trình này. Sau lễ ra mắt, quận Bình Thạnh đã thực hiện chuỗi hoạt động cụ thể như triển khai hệ thống phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, an ninh trật tự thông qua quét mã QR, tuyên truyền kỹ năng phòng chống cháy nổ, thực hiện tổng vệ sinh tại chung cư, đổi cây xanh lấy rác thải tái chế, vẽ tranh và khuyến khích trồng cây xanh tại các hộ gia đình, hành lang chung cư để bảo vệ môi trường. Để sẵn sàng thực hiện ngay các cơ chế chính sách đặc thù khi Quốc hội thông qua, từ tháng 5 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã ký ban hành kế hoạch triển khai chuẩn bị thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ban ngành. Đây là bước chuẩn bị với tâm thế chủ động của chính quyền để không bị chậm trễ, đem lại hiệu quả thiết thực từ sớm và đầy đủ khi thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù. Trong tháng 7 năm 2023, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội nghị cán bộ toàn thành phố theo hình thức trực tiếp tại hội trường thành phố và trực tuyến tới các sở ngành quận huyện để quán triệt nghị quyết 98, triển khai chỉ thị của Thành ủy, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố. Qua đó, thống nhất cách thức triển khai, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 98 do Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban, đồng thời thành lập các tổ tư vấn, tổ công tác, tổ thư ký. Đi liền với những đầu việc này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh xây dựng và triển khai đề án xây dựng nên công vụ Thành phố Hồ Chí Minh ưu tú. Chiều ngày 3 tháng 7, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai xây dựng hàng loạt trung tâm logistics. Cụ thể, xây dựng trung tâm logistics khu công nghệ cao Thành phố Thủ Đức, lập quy hoạch phân các khu trung tâm logistics gồm trung tâm logistics Cát Lái, Long Bình, Linh Trung, Củ Chi, Hiệp Phước, Tân Kiên. Ngoài các vị trí trên, Thành phố Hồ Chí Minh cũng kêu gọi đầu tư 4 vị trí dự án trung tâm logistics khác. Nhằm phục vụ hệ thống logistics, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành rà soát, thống kê số liệu kho bãi tập trung trên địa bàn thành phố để đầu tư nâng cấp và phát triển hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vùng và thành phố gồm đường bộ, đường thủy, đường hàng không và đường sắt. Bên cạnh đó, thành phố sẽ xây dựng kho dữ liệu tập trung nhằm số hóa hoạt động vận tải, xây dựng nền tảng công nghệ thông tin khai thác dữ liệu dùng chung và hoạt động logistics phục vụ cho cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, lập bản đồ số logistics để phục vụ cho công tác thống kê, tra cứu, hoạch định, tìm kiếm và tối ưu hóa mạng lưới logistics tại thành phố và các tỉnh thành lân cận. Thành phố Hồ Chí Minh cũng nghiên cứu thành lập trung tâm xúc tiến cung cấp giải pháp công nghệ logistics để kết nối doanh nghiệp logistics với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ logistics hiện đại. Việc bán condotel cho nhà đầu tư nước ngoài mang lại nhiều lợi ích và là một hình thức xuất khẩu bất động sản tại chỗ là nhận định đáng chú ý của chuyên gia trong bài viết Người nước ngoài mua condotel lợi nhiều bề trên báo Pháp luật số ra sáng nay. Cụ thể, nhiều ý kiến có chung nhận định nếu cho phép người nước ngoài mua condotel căn hộ khách sạn sẽ góp phần tăng thu hút đầu tư, tăng thu ngoại tệ mà không ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất cũng như sở hữu tài sản. Vì vậy, cần có quy định cho phép người nước ngoài được mua condotel.
Đồng tình với đề xuất trên, nhưng các chuyên gia cho rằng trước hết cần quy định rõ về định danh pháp lý Condotel trong dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi thì mới thực sự thu hút người nước ngoài. Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Thưa quý vị, năm 1981, Ủy ban hỗn hợp các chuyên gia về phụ gia thực phẩm JEFFA xác định aspartame là an toàn để tiêu thụ trong giới hạn hàng ngày được chấp nhận. Thế nhưng mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới lại đang xem xét dán nhãn cho chất tạo ngọt nhân tạo nổi tiếng trong làng thực phẩm và đồ uống này thành chất gây ung thư. Điều này đang gây nên một sự chấn động. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong một nhìn ra thế giới hôm nay. Thưa quý vị, vào tháng 7 này, chất aspartame sẽ bị liệt kê là chất có thể gây ung thư bởi Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Đây là một trong những chất làm ngọt nhân tạo phổ biến nhất thế giới, được sử dụng trong nhiều sản phẩm như nước ngọt dành cho người ăn kiêng của Coca-Cola hay kẹo cao su Max Extra. Hãng tin Reuters đưa ra thông tin trên vào ngày 29 tháng 6. Theo đó, phán quyết của IARC không tính đến lượng sản phẩm mà một người có thể tiêu thụ một cách an toàn. Lời khuyên này dành cho các cá nhân đến từ một ủy ban chuyên gia riêng của WHO về phụ gia thực phẩm, cùng với các quyết định từ các cơ quan quản lý quốc gia. Aspartame có vị rất giống đường. Người tiêu dùng có xu hướng thích việc họ có thể uống soda dành cho người ăn kiêng mà không có bất kỳ cà lo nào. Thật thuận tiện cho các công ty khi xây dựng cái mà chúng tôi gọi là hào quang sức khỏe xung quanh một số sản phẩm này. Thật không may trong trường hợp này, khi tìm hiểu sâu hơn một chút, bạn nhận ra rằng đôi khi những thứ như soda dành cho người ăn kiêng không hoàn toàn tốt cho sức khỏe như chúng ta hy vọng. Giờ đây, người tiêu dùng, các công ty thực phẩm, nhà bán lẻ và nhà hàng cần phải quyết định liệu họ sẽ chống lại khuyến cáo trên hoặc là tìm chất thay thế. Chất tạo ngọt có nhiều mức độ ngọt và giá cả khác nhau, đồng thời là các hợp chất hóa học khác nhau, khiến việc hoán đổi thành phần trở nên khó khăn. Aspartame được sử dụng rộng rãi từ những năm 1980 như một chất tạo ngọt cho thực phẩm, cũng như trong các loại thức uống giải khát có ga dành cho người ăn kiêng, trong kẹo cao su, ngũ cốc ăn sáng và cả thuốc ho. Chính vì thế, tuyên bố này đang gây ra sự tranh luận gay gắt và làm đau đầu các ông chủ trong làng ăn uống, buộc họ phải nhanh chóng tìm ra một loại chất mới để thay thế. Theo ông Adam Kuhn, quản lý danh mục đầu tư của công ty Winthrop Capital Management, các công ty có thể sẽ không ngay lập tức thay đổi công thức của họ. Thay vào đó, họ sẽ chờ đợi các cơ quan thực phẩm và dược phẩm trên thế giới đưa ra quan điểm về đánh giá của IARC. Họ đã thử điều này dưới nhiều hình thức khác nhau trong nhiều năm và các chiến dịch tiếp thị khác nhau để thúc đẩy điều đó. Một phần của vấn đề này là, đó có phải là công thức duy trì hương vị hiện tại hay không? Bởi vì chúng ta đã từng thấy Coca cố gắng thay đổi công thức của họ trong quá khứ và nhiều người tiêu dùng đã không đón nhận nó. Có rất nhiều điều liên quan đến vấn đề này, và thị hiếu của người tiêu dùng là một thứ rất, rất khó để hiểu đúng. Họ đã có công thức đúng rồi, nhưng giờ họ lại phải thay đổi. Sẽ mất rất nhiều thời gian nghiên cứu tiếp thị, rất nhiều nghiên cứu khoa học để xác định đâu là giải pháp thay thế tốt nhất để duy trì khách hàng hiện tại. Một vấn đề nữa là các loại chất làm ngọt khác có thể được sản xuất nhanh như thế nào để có thể thay thế aspartame, thành phần chính của thực phẩm đóng gói trong nhiều thập kỷ qua, một trong những chất làm ngọt được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Các cơ quan quản lý đã cho phép sử dụng nó trên toàn cầu sau khi xem xét tất cả các bằng chứng có sẵn, trong khi các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống lớn đã bảo vệ việc sử dụng nó trong nhiều thập kỷ. Vẫn có rất nhiều nguồn tin có uy tín trên mạng nói rằng aspartame không có rủi ro, và thông tin chất mới nhất này thực sự chỉ thể hiện một số đánh giá lại của giới khoa học. Chúng tôi đã thực hiện thêm một số nghiên cứu và tìm thấy thông tin mà chúng tôi không có trước đây. Đó chỉ là cách hoạt động của khoa học. Đôi khi phải mất một thời gian để thực sự có đủ bằng chứng. Nhưng đây là một bước quan trọng để đảm bảo rằng công chúng nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn của aspartame. Cắt giảm việc tiêu thụ chất này chắc chắn là một khởi đầu tốt. Ban đầu có thể hơi khó khăn một chút, nhưng khẩu vị của mọi người luôn thay đổi. Tuyên bố của WHO là đòn mới nhất của tổ chức này đến các sản phẩm tạo ngọt nhân tạo. Vào tháng trước, chính WHO đã khuyến cáo người dùng ngừng sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo cho việc kiểm soát cân nặng, vì nó chẳng có hiệu quả giảm cân. Thực tế, doanh số bán một số loại nước ngọt có ga, đồ ăn ngọt và đồ uống đã giảm trong hơn một thập kỷ do một số người tiêu dùng lo lắng về việc ăn quá nhiều đường,
trong khi những người khác tránh xa các mặt hàng ăn kiêng vì lo ngại về chất tạo ngọt. Tôi hơi nghiện uống Diet Coke. Thông tin này khiến tôi phải nghĩ đến việc chuyển sang uống nước vị trái cây. Khi nó lần đầu tiên ra mắt vào những năm 1980, đó là sau khi chất saccharin được chứng minh là chất gây ung thư và họ đang tìm kiếm một chất thay thế. Tôi đã nói là họ sẽ tìm được thứ gì đó thật sự tồi tệ về aspartame. Tôi thà dùng đường còn hơn. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng sẽ cần rất nhiều thời gian hoặc một thay đổi lớn từ phía các cơ quan chức năng hoặc bản thân người tiêu dùng để có thể thay đổi thói quen của họ. Người tiêu dùng sẽ tiếp tục làm điều gì đó mà họ biết là có hại cho sức khỏe của họ trong thời gian dài. Phải có một sự thay đổi lớn. Chúng ta đã thấy điều này với thuốc lá. Mọi người đều biết rằng nó gây ung thư, nhưng chúng vẫn là một sản phẩm, đúng không nào? Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi phải mất nhiều thời gian để loại bỏ nó. Nếu như sản phẩm đang bán được, thì đây không phải là vấn đề lớn để thúc đẩy các công ty thay đổi. Báo cáo của IARC cũng như tuyên bố của WHO đang làm xôn xao giới truyền thông và người nổi tiếng khi vô số người tiêu dùng hiện nay chuộng các sản phẩm không đường nhưng sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo. Dự kiến IARC sẽ công bố quyết định chính thức vào ngày 14 tháng 7. Một đơn vị chuyên môn khác là Ủy ban chuyên gia hỗn hợp của FAO, WHO về phụ gia thực phẩm cũng đang xem xét việc sử dụng chất aspartame trong năm nay. Đến đây chương trình Nhìn ra thế giới xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Chiều ngày 3 tháng 7, Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã chính thức khai mạc Quốc hội khóa 26 của nước này, mở đường để đảng tiến bước thành lập chính phủ sau chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra cách đây 6 tuần. Tham dự lễ khai mạc Quốc hội khóa mới có Thủ tướng và nội các tạm quyền, chánh án tòa án tối cao, người đứng đầu các cơ quan độc lập, các thành viên của Hạ viện và các thượng nghị sĩ. Trong diễn văn khai mạc, Quốc vương Maha Vajiralongkorn nêu rõ các đại biểu Quốc hội phải luôn ý thức mình là người đại diện cho nhân dân cả nước thông qua các đạo luật để chính phủ vận dụng vào việc điều hành đất nước. Các thành viên mới được bầu vào Quốc hội Thái Lan gồm 400 đại biểu quận và 100 thành viên trong danh sách đảng chính trị. Trong đó, đảng tiến bước của ông Pita Lijamroanat đã chiến thắng trong cuộc bầu cử với 151 ghế, nhiều nhất so với các đảng khác tại Thái Lan. Theo sau là đảng Phưa Thái với 141 ghế. Hai đảng này cùng 6 đảng khác đã thành lập một liên minh gồm 312 ghế. Tuy nhiên, để được bầu làm thủ tướng tiếp theo của Thái Lan, ông Pita cần 376 phiếu ủng hộ từ cả Hạ viện và Thượng viện. Sau phiên khai mạc, Hạ viện Thái Lan sẽ triệu tập cuộc họp vào ngày hôm nay để bầu chủ tịch và hai phó chủ tịch Hạ viện. Cuộc bầu cử tân thủ tướng Thái Lan dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 7. Ngày 3 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc họp với người đứng đầu cơ quan bầu cử của nước này để thảo luận về các cuộc bầu cử địa phương sắp tới. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, bà Ella Pamfilova cho biết, sự khác biệt mang tính lịch sử so với tất cả các cuộc bầu cử trước đây là Nga có 4 thực thể cấu thành mới lần đầu tiên tham gia các cuộc bầu cử là Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson, các khu vực mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm ngoái. Tuy nhiên, bà cho biết nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn ở một số khu vực, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe của cư dân, thì các cuộc bầu cử ở địa phương đó sẽ bị hoãn lại. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, nước này sẽ tổ chức các cuộc bầu cử khu vực và thành phố vào ngày 10 tháng 9, bao gồm các cuộc bầu cử 21 lãnh đạo khu vực và 20 cơ quan lập pháp khu vực. Ngoài ra, còn có 4 cuộc bầu cử phụ cho các ghế trong Quốc hội Liên bang. Ngày 3 tháng 7, giới chức Nga đã bày tỏ bi quan về triển vọng gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 7 tới sau 3 lần gia hạn trước đó. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh truyền thông châu Âu cho biết Liên minh châu EU đang cân nhắc một đề xuất của Ngân hàng Nga nhằm bảo vệ thỏa thuận trên. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Moscow bi quan về triển vọng gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen vì không có tiến triển nào trong việc thực hiện các thỏa thuận đi kèm liên quan đến hoạt động xuất khẩu của Nga. Ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng không có quá nhiều hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ được gia hạn. Cùng ngày, tờ Financial Times đưa tin EU đang xem xét về đề xuất của Ngân hàng Nông nghiệp Nga thành lập một công ty con để xử lý các khoản thanh toán liên quan đến xuất khẩu ngũ cốc. Theo đề xuất, công ty này sẽ được phép sử dụng hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, vốn đã ngắt kết nối với một số ngân hàng lớn của Nga sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái.
Thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen đạt được hồi tháng 7 năm ngoái dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 7 tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cho biết Nga đang xem xét rút khỏi thỏa thuận này nếu những rào cản đối với xuất khẩu lương thực và phân bón của nước này không được khắc phục. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 3 tháng 7 cho biết ông đang thúc đẩy các cuộc đàm phán về việc thành lập một trung tâm bảo trì ở Ba Lan để sửa chữa các xe tăng Leopard bị hư hại ở Ukraine. Thỏa thuận về việc mở rộng triển khai 3 đơn vị phòng không của Đức tới Ba Lan đang bị đình trệ bởi các cuộc đàm phán riêng biệt đầy khó khăn về việc thành lập trung tâm bảo trì ở Ba Lan cho các xe tăng Leopard bị hư hỏng. Các công ty của Đức và Ba Lan tham gia vào các cuộc đàm phán về trung tâm bảo trì cũng như chính phủ của cả hai nước. Bộ Quốc phòng Đức cho biết họ hy vọng các bên sẽ kết thúc đàm phán trong vòng 10 ngày tới. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszka cho biết ông muốn các hệ thống Patriot của Đức vẫn ở trong nước cho đến ít nhất là cuối năm nay. Ngày 3 tháng 7, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã tiếp Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Nikolai Yevmenov tại Bắc Kinh để thảo luận về việc trao đổi và hợp tác giữa quân đội hai nước. Tại cuộc họp, phía Trung Quốc cho biết Hải quân nước này và Nga sẽ trao đổi chặt chẽ và tương tác thường xuyên hơn. Hai bên cũng sẽ tăng cường liên lạc ở các cấp, thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận, tuần tra và các giải thi đấu chung, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chuyên môn để thực hiện đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định của khu vực và thế giới. Về phần mình, Tư lệnh Hải quân Nga Yevmenov cho biết Nga coi trọng tăng cường hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực. Thưa quý vị, tại Chùa Bái Đính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam. Với nguồn tài nguyên văn hóa, thiên nhiên đồ sộ, phong phú, đến nay Việt Nam đã được UNESCO ghi danh 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 15 di sản văn hóa phi vật thể, 9 di sản tư liệu, 3 công viên địa chất toàn cầu và 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới. Các di sản văn hóa sau khi được UNESCO công nhận, ghi danh đã trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn, tạo nên thương hiệu cho các địa phương có di sản. Hội nghị thể hiện sự đồng hành một cách tích cực nhất về trách nhiệm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ các di sản văn hóa và di sản thiên nhiên được UNESCO ghi danh. Hội nghị tập trung thảo luận 3 phiên chuyên đề trọng tâm, gồm thực tiễn về phát huy danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về phát huy danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững, giải pháp huy động nguồn lực trong bảo tồn và phát huy giá trị danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững. Sau các phiên chuyên đề, các đại biểu sẽ tham quan thực địa tại địa phương, tại khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, quần thể danh thắng Tràng An và trao đổi với cộng đồng cư dân địa phương. Việc đăng ký khai sinh thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa thường trú, hỗ trợ mai táng sẽ thực hiện liên thông trên cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 10 tháng 7. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho biết, để triển khai việc này, hơn 500 lãnh đạo cán bộ của các bộ ngành như Tư pháp, Y tế, Lao động Thương binh Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các địa phương đã được tập huấn nghiệp vụ, quy trình giải quyết liên thông điện tử với hai nhóm thủ tục hành chính như trên. Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định đưa vào khai thác sử dụng 4 ga mở mới thuộc dự án cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang-Sài Gòn trong tháng 7 này. Theo đó, 4 ga mở mới gồm ga Phong Phú thuộc xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, ga Vĩnh Tân thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, ga Cam Thịnh Đông thuộc xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và ga Hàm Liêm thuộc xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 4 ga đưa vào khai thác trên đều là các ga kỹ thuật có chức năng sử dụng là nhường, tránh tàu, không đón, trả khách. Mục tiêu dự án là cải tạo, nâng cấp đường sắt nhằm tăng năng lực hạ tầng, đảm bảo an toàn, không đặt ra mục tiêu tăng vận tốc, rút thời gian chạy tàu toàn tuyến. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.